Hôm nay, bên em xin giới thiệu với các bác sản phẩm máy đánh bóng Makita nhập khẩu Nhật Bản. Đánh bóng xe hơi, xe máy, đánh bóng các loại đồ gốm sứ, đánh bóng đồ gỗ, đồ da, tất cả đều dễ khi các bác sở hữu em máy đánh bóng cầm tay Makita GV6010. Máy đánh bóng Makita được nhập khẩu từ Nhật Bản với chất lượng hoàn thiện cực kỳ chi tiết, sử dụng động cơ lõi đồng 100%, giúp máy hoạt động ổn định, êm ái, máy luôn mát mẻ kể cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Máy sử dụng nguồn điện 220V, công suất 440W với tốc độ quay lên tới 4.500 vòng 1 phút, dễ dàng loại bỏ vết bẩn, vết xước ra khỏi bề mặt một cách dễ dàng. Với thiết kế thông minh, trang bị tay cầm chắc chắn, mọi người ai cũng có thể sử dụng máy một cách đơn giản, thuần thục, dùng làm việc trong thời gian dài cũng không mỏi tay. Máy đánh bóng Makita có động cơ 6 cấp độ, dùng cho nhiều mục đích công việc khác nhau. Có máy đánh bóng cầm tay Makita, các vết xước, vết bẩn trên xe hơi, xe máy sẽ dễ dàng được loại bỏ. Các bác có thể tự tay trau chuốt lại cho chiếc xế cương của mình ngay tại nhà mà không cần phải mang ra tiệm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm được nhiều chi phí. Đặc biệt, khi mua máy đánh bóng Makita, khách hàng sẽ nhận được một quà tặng là một phớt đánh bóng lông cừu, bộ phụ kiện tháo lắp đầy đủ và một hộp đựng cao cấp dùng để dễ dàng mang đi khi cần thiết. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đang được khuyến mãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn. Khách hàng được giao hàng miễn phí tận nhà, mở hàng kiểm tra cắm điện thoải mái mới phải thanh toán. Bảo hành sản phẩm toàn quốc lên tới 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày. Các bác quan tâm, vui lòng để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn cụ thể hơn cho các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.